Ôi là trời, chị em nào mà mới make up thì không thể nào bỏ qua clip này nha. Nhà Suka mới về quá trời, các bảng mắt của nhà Colourpop đủ mọi thể loại cho chị em lựa chọn luôn. Đi theo Suka nha. Đầu tiên là tông màu ngọt ngào dễ thương Baby Cute. Đây, bảng Baby God Peach này rất là dễ thương. Này, Colourpop thì giá cả rất là bình dân mà chất lượng thì xịn sò khỏi phải nói ha. Và màu này này rất là cute, rất là dễ sử dụng cho mọi chị em. Hầu như ai cũng ưa chuộng màu này hết và rất là dễ phối ha, cho những chị em nào mà thích tông màu Hàn Quốc, hồng hồng baby xinh xắn. Tiếp theo là em Coast to Coral này đây, em tông màu hồng san hô. Đây, rất là xinh. À, em này được Suka ưu ái gọi là nàng thơ nha, thấy không? Chất rất là thơ, màu phớt cam cam hồng hồng nhẹ. Và em này bản này tập trung vào màu hồng san hô và Suka recommend cho những bạn nào mà thích make up tông hot girl Thái hoặc là chơi tông Hàn Quốc cũng được luôn nha. Đố biết mấy chị hot girl Trung Quốc thường hay make up tông nào nè? Đây, bản men squeeze này đây, trời ơi những cái hộp là xinh muốn xỉu luôn á, bước vô đây là u mê quơ lưới về luôn á chị em. Và đây chất phấn của Colourpop thì mọi người biết rồi đó, rất là mịn và độ bám rất là tốt. Và em men squeeze này là những tông màu thiên đỏ kiểu say rượu á, và pha với những cái màu nhũ ánh đồng rất là ngọt ngào. Các chị em nào mà có cá tính mạnh mẽ và muốn có màu sắc nổi bật hơn thì hãy về với đội em Lilac You A Lot màu tím này đây, những cái màu của em đó nè, ghiền chưa. Bộ sưu tập bảng mắt nhà Colourpop dòng này gồm 9 ô với 9 tông màu, vừa có ly vừa có nhũ, tạo hiệu ứng lung linh lấp lánh, chất phấn siêu mịn và có độ bám dính tốt, có thể tắm bằng tay hoặc cọ và không gây kích ứng cho các vùng da mắt nhạy cảm luôn nha. Màu này dành cho các nàng thích tông kem ngọt lịm nè. Đây là bảng Strawberry Shack, màu như màu sữa dâu với tông hồng đỏ trong veo lấy cảm hứng từ cốc sữa dâu lắc đó mọi người. Và họ còn có gương nữa, rất là tiện lợi luôn. Với một bộ sưu tập xịn sò như vậy thì Suka nghĩ chị em không nên bỏ qua đâu, nhanh chân đến Suka chốt đơn liền thôi.